Xin chào anh em ha. Hôm nay cái này là em khoe nha. Cái này không mua được bằng tiền nha, mà nó là một món quà kỷ niệm nên nó gọi là vô giá. Nó nhỏ thôi nha, giá trị nhỏ thôi nhưng mà nó là một cái kỷ niệm. Kỷ niệm. Rồi. Đây anh em nào thích xem thì em sẽ quay cái model luôn ha. Model ha. Edison Opera. Rồi, bây giờ sẽ cho em nó hot một tí ha. Okay, đầu tiên là mình lên dây ha. Rồi. Tiếp theo ha. Kéo cái này ra. Mình sẽ chạy theo ha. Có một cái logo rất là đẹp ha. Cái này mà tặng tặng quà hợp lý đó, nhưng mà không biết bỏ cái gì vào trong này. Bỏ cái này gì vào để khi mà kéo ra thấy thích á. Hột xoài kim cương ha. Hay là các cái đôi chạy yêu nhau á thì bỏ gì hộp bao bờ cờ sờ vô ha. Nhìn mình trông là dễ thương ha, dễ thương ha. Edison ha, Opera. Ngày xưa thấy làm cũng hay ha, được lồng một cái đàn nhạc opera vào. Cái này là bằng gỗ ha. Hộp cái hộp gỗ luôn ha. Các chi tiết trên này thì bằng nhựa với bằng đồng ha. Chạy được hai vòng rồi ha. Quà kỷ niệm ha, cũng là bằng tiền nhưng mà nó sẽ không quy đổi nha. Và sản phẩm này không bán anh em ha. Để kỷ niệm. Rồi. Cảm ơn anh em ha đã theo dõi cái clip này nha. Lê Khôi Audio trên kênh YouTube nha.